rủi ro mà đã chia sẻ bạn cái công thức rồi. Rủi ro là do chúng ta thiếu kiến thức và thiếu kinh nghiệm. Bây giờ mình kể cho bạn một cái câu chuyện này. Có một bạn nữ, ok mà, bạn nói chung rất là đam mê kinh doanh, có tiền nữa các bạn, vừa đam mê kinh doanh vừa có tiền nữa. Thì bạn ra, tuy nhiên bạn thiếu cái kiến thức kinh doanh và cũng chưa bao giờ trải nghiệm kinh doanh, đang làm môi giới chứng khoán mà, rồi có tiền, rồi rất là đam mê một cái nhà hàng Pháp, ok không ạ? Và bạn bắt đầu bạn ra bạn mở cái nhà hàng Pháp, với trong một tình trạng là vừa thiếu kiến thức vừa thiếu trải nghiệm, chỉ có tiền thôi. Thì bạn mở cái nhà hàng Pháp ở quận 10, và khi mà cái vốn ra mở các bạn, tất cả mở hết đó là 750 triệu, mở tháng đầu tiên ra không có khách, rất là ít, leo queo vài khách rồi. Và cái chi phí nó tăng lên nữa, bạn phải mất tiền túi nó tới tháng thứ hai cũng tình tình nó không có cải thiện, và cái chi phí nó tăng lên rất là nhiều. Và tới tháng thứ ba thì từ 750 triệu bây giờ nó đã tăng lên 900 triệu rồi, và bạn đuối, bạn rất là đuối. Thì có một người chia sẻ bạn là nên đi học cái lớp của mình. Thì khi mà bạn tới bạn gặp mình thì thực sự là bạn nằm trong cái tình trạng là hết tiền mất tiêu rồi, hết tiền rồi. Và hỏi ra một hồi thì đúng là bạn chỉ là người biết mở ra cái quán thôi, chứ làm sao để có khách hàng vào, làm sao để nhiều người biết tới cái quán này, thì hầu như là hoàn toàn bạn không có. Tóm lại là bạn không có cái khái niệm về kinh doanh, bạn chỉ là người mở ra cái quán thôi, bạn hình dung ra này, bạn không có cái khái niệm kinh doanh, và cũng không có tính được làm cái chi phí khởi nghiệp bao nhiêu là nó phù hợp. Rồi ngoài cái chi phí nghiệp thì chúng ta cần phải có cái chi phí duy trì các bạn, hàng tháng mà chúng ta không có khách hàng thì chúng ta phải có cái tiền để chúng ta duy trì, để một ngày nào đó để đủ lâu để khách hàng nó biết người ta, thì hầu như bạn hoàn toàn không biết những cái kỹ năng đó, không biết những cái kiến thức đó. Và mình mới kêu là bây giờ hãy nhanh chóng thoát ra để tiền nó bạn bảo vệ được cái gì sang lại cho người có kinh nghiệm, thì không kịp sang luôn, bạn hết tiền rồi, không nhờ nổi, và chừng cuối cùng bạn mất đứt các bạn 900 triệu, hơn 900 triệu. Cái sai lầm của bạn nó rất là nhiều thứ, thiếu kiến thức về kinh doanh mà lại làm lớn. Thường thường chúng ta mới ra khởi nghiệp, chúng ta là người đầu là chúng ta phải làm từ từ, chúng ta làm nhỏ nhỏ, không ai mà mới ra khởi nghiệp lần đầu mà đi làm lớn hết. Đó là những người mà thiếu kiến thức và thiếu kinh kinh nghiệm thôi. Và cái thứ hai là chọn vị trí. Các bạn biết là ở quán ăn á, cái vị trí nó rất là quan trọng. Chặt vị trí là coi như là xong. Cái quán ăn về Pháp mà chọn vị trí ở quận 10. Một cái bí mật mà chúng ta mở những cái hàng mà thuộc hệ dạng mà đặc sản Pháp nước ngoài, kinh doanh cho hàng Nhật á, là không phải chúng ta bán cho người Việt Nam mà chúng ta bán cho chính cái người Pháp đó. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Chúng ta mở Việt Nam chúng ta bán, tại vì cái khách đó nó mới đi ăn lại nhiều lần. Còn cái khách của người Việt Nam chúng ta lâu lâu chúng ta vô chúng ta thử một cái thôi, rồi suốt đời chúng ta đâu có vào lại đâu. Tức là định vị khách hàng cũng sai, tức là sai hết á, là cuối cùng là mất tiền. Các bạn hình dung ra điều này, tức là thiếu kiến thức và thiếu trải nghiệm dẫn đến cái hậu quả nó vô cùng lớn các bạn. Và bạn đó bây giờ là phải đi làm lại rồi.